Đời chiến binh, hồi ký Trương Dưỡng, chương 3, đội 1062, mặt trận Thường Đức. Đội 1062, nhiều mìn bẫy trong gai, cộng quân chiền chốt sẵn, lính dù quyết ra tay. Sơ lược diễn tiến, vào mùa thu năm 1974, áp lực địch tại vùng 1 chiến thuật gia tăng khủng khiếp. Bộ Tư lệnh Quân đoàn đã họp các tư lệnh quân binh chủng bàn kế hoạch phòng thủ cuối cùng trên toàn quân khu 1. Đặc biệt, những điểm nóng như Huế, Chu Lai và Đà Nẵng, bản doanh của quân đoàn 1. Tại mặt trận Thường Đức, sư đoàn dù đã chiến thắng vẻ vang trên ngọn đồi 1062. Nữ tướng Nguyễn Thị Định hiên ngang tuyên bố sẽ vào Đà Nẵng như chỗ không người. Lời tuyên bố ngạo mạn đó đã bị các chiến sĩ dũng cảm nhảy dù xóa sổ và niêm phong. Viên tư lệnh lực lượng Cộng sản Bắc Việt tại Thường Đức phải mất chức do bị thiệt hại nặng nề. Trong suốt năm tháng miệt mài, quần thảo với dân chơi hồ cơm Bắc Việt, các chiến sĩ dù chưa từng thấy chiến trường nào mà quân Cộng sản lại làm hầm hố vô cùng kiên cố như mặt trận Thường Đức. Những hầm chữ A để chống bom được đào sâu như những giếng nước, hoặc làm dưới những khe suối được che chở bằng vách đá và cây rừng cổ thụ. Đường dây điện thoại chằng chịt như mạng lưới điện thoại ở thành phố Sài Gòn. Mọi sự liên lạc vô tuyến hạn chế để tránh bị ta phát giác. Tuy nhiên, phòng truyền tin của sư đoàn nhảy dù cũng đã bắt được những mật điện quan trọng của địch và đã hóa giải một cách dễ dàng. Nhờ vậy, ta đã biết được kế hoạch điều quân của các lực lượng tham chiến Cộng sản Bắc Việt tại Thường Đức. Các chiến sĩ dù đã quần thảo với địch trên những đỉnh núi cao liên tục không giây phút nào ngừng nghỉ. Miền rừng núi trùng điệp, hiểm trở và cao chất ngất không làm sờn lòng chiến đấu của những chiến sĩ trẻ nhảy dù. Tuổi đời đầy nhựa sống yêu thương, nhưng họ nào xá chi tấm thân nam nhi, từ bỏ những cuộc vui chơi nhộn nhịp để một lòng bảo vệ non sông, cho đồng bào miền Nam được thở không khí tự do và thanh bình. Từ chân núi nhìn lên đỉnh cao vời vợi, người chiến sĩ dù nghĩ đến sự tiếp vận khó khăn của quân địch và ta. Một bịch gạo, một băng đạn được chuyển vận thật là cả một vấn đề, thật gay go, gian nan và khổ cực. Phải dùng dây kéo lên, nhất là nước đâu để có thể nấu ăn trên những rặng núi cao ngất này. Những khó khăn về địa hình, địa vật cho trận chiến. Tuy nhiên, đã có bài toán giải đáp do thiên nhiên tạo ra, thật thơ mộng, thật hữu tình. Những thác nước cuồn cuộn ngày đêm như dâng hiến cho người chiến sĩ dù trầm mình thoải mái sau những phen đụng độ nảy lửa với quân thù. Họ đã ngồi lại từng giờ để thả hồn theo bọt nước bắn tung lên không gian như những hạt kim cương đang vần vẫn với lính chiến hoa dù. Thiên nhiên đã dạo sang hóa đời người chiến sĩ. Họ có cả một vũ trụ bên mình. Năm 1973, sau khi hiệp định đình chiến được ký kết tại Paris, chiến cuộc Việt Nam tạm ngưng, hai sư đoàn tổng trừ bị, nhảy dù và thủy quân lục chiến vẫn còn lưu giữ tại quân khu 1, lấy quốc lộ 1 làm ranh giới. Sư đoàn nhảy dù trấn giữ phía Tây, dọc theo hành lang dãy Trường Sơn và trách nhiệm luôn phần bảo vệ an ninh quốc lộ 1, từ cây số 17 ra tới bờ sông Thạch Hãn, Quảng Trị. Sư đoàn thủy quân lục chiến chấn giữ phía đông từ quốc lộ 1 ra bờ biển đến tận cổ thành Quảng Trị ở phía bắc. Các đơn vị thuộc sư đoàn nhảy dù chiếm những cao địa, tiến sâu vào dãy Trường Sơn gần các căn cứ An, Động, Ông Đô, Barbara đã giành lại được trong cuộc tổng phản công tái chiếm Quảng Trị. Đây là hai căn cứ chiến thuật chế ngự toàn vùng hành quân. Từ nam cây số 17, căn cứ Hiệp Khánh, Bộ Tư lệnh sư đoàn nhảy dù là trách nhiệm của các đơn vị cơ hữu thuộc quân đoàn 1, sư đoàn 1 bộ binh trấn đóng ở phía bắc đèo Hải Vân. Phía nam là trách nhiệm của sư đoàn 3 bộ binh và sư đoàn 2 bộ binh. Cả hai khu vực Bắc và Nam Hải Vân đều có các đơn vị biệt động quân, địa phương quân. Đối diện với sư đoàn nhảy dù là sư đoàn 325 Trị Thiên. Gọi là sư đoàn Trị Thiên, thực ra bộ đội của sư đoàn này còn rất trẻ và nói tàn giọng Bắc. Tình hình tổng quát tại quân khu 1 lúc này tương đối yên tĩnh.
vào những tháng cuối năm 1974, sau khi trao đổi tù binh với Mỹ đã xong, Cộng sản Bắc Việt bắt đầu vi phạm mạnh Hiệp định Ba Lê 27 tháng 1 năm 1973, thực hiện ý đồ xâm lăng thôn tính miền Nam bằng võ lực. Qua các cuộc trắc nghiệm xem phản ứng của Hoa Kỳ bằng cách vi phạm hiệp ước, địch đánh chiếm thị trấn Phước Long cuối năm 1974 và một số thị trấn thuộc quân đoàn 3. Thấy Hoa Kỳ không có phản ứng gì, Cộng sản Bắc Việt bắt đầu tung các đơn vị chủ lực vào cuộc xâm lược miền Nam Việt Nam. Bộ binh, pháo binh, cơ giới, địch ngang nhiên di chuyển hàng hàng lớp lớp giữa ban ngày, không cần ngụy trang ẩn nấp như xưa. Cộng sản Bắc Việt mở trận đánh lớn đầu tiên tại vùng 1 chiến thuật, với ý đồ cầm chân các đơn vị thiện chiến, tổng trừ bị của ta. Hai sư đoàn chủ lực 304 và 324 cùng với các trung đoàn pháo, chiến xa của địch bất thần đánh chiếm quận Thường Đức thuộc tỉnh Quảng Nam. Là một điểm chiến lược vì địa thế núi rừng hiểm trở, dễ thủ khó công. Thường Đức ở phía tây nam Đà Nẵng khoảng 50 cây số và phía tây giáp với Lào, nơi có đường mòn Hồ Chí Minh, xuất phát từ Nghệ Tĩnh dọc theo biên giới Hạ Lào, chi nhánh rẽ qua Lao Bảo, Khe Sanh, thung lũng Ba Lòng, A Sâu, Thường Đức, Kon Tum, chạy dài theo quốc lộ 14 xuống nam tới Bình Long, Tây Ninh. Cộng quân ngày đêm chuyển vận quân dụng tiếp tế cho mặt trận Thường Đức này. Trong vòng 2 năm sau Hiệp định Ba Lê, địch đã không ngừng tu bổ đường mòn và biến thành xa lộ không đèn, bày rộng mặt đường hơn 10 thước, xe chạy 2 chiều. Ngoài ra, cộng quân còn lập hệ thống dẫn dầu từ Bắc vào đến tận Lộc Ninh. Địch cũng đã tăng cường vận chuyển bộ đội chính quy, vũ khí và chiến cụ vào miền Nam gấp nhiều lần so với lúc trước. Tình hình quân khu 1 đổi khác vào ngày cuối năm 1974, áp lực địch gia tăng mạnh mẽ ở phía nam đèo Hải Vân. Ngày 8 tháng 8 năm 1974, Lữ đoàn 1 nhảy dù cùng 3 tiểu đoàn trực thuộc vùng hành quân ở Đại Lộc thuộc Đà Nẵng. Trước đó một ngày, tiểu đoàn 79 biệt động quân bị quân Cộng sản Bắc Việt gây áp lực nặng nề tại vùng trách nhiệm ở quận lỵ Thường Đức. Ngày 11 tháng 8 năm 1974, Lữ đoàn 3 nhảy dù được lệnh cùng 3 tiểu đoàn di chuyển mật phi cơ xuống phi trường Đà Nẵng sau khi bàn giao khu vực trách nhiệm cho liên đoàn 15 biệt động quân. Bộ tư lệnh sư đoàn nhảy dù đặt bản doanh lại gần bờ biển Non Nước phía đông thành phố Đà Nẵng. Một dãy núi cao chạy dài từ sông Vu Gia và liên tỉnh lộ 4 về phía bắc. Những ngọn đồi thấp ở phía nam của dãy núi này đã bị trung đoàn 29 Cộng sản Bắc Việt chiếm giữ mà đã ngăn chặn mọi tiếp tế của đơn vị biệt động quân xuyên qua đèo Thường Đức. Điểm cao nhất 1235 của dãy núi này cách tỉnh lộ 4 khoảng 6 cây số về phía bắc và đỉnh 1062 ở phía nam của 1235 khoảng 2 cây số. Địch quân đã chiếm đỉnh này để có thể quan sát đoạn đường từ Đại Lộc đến Thường Đức và địch đặt tiền sát viên điều chỉnh pháo binh, bắn chính xác vào khu dân cư và các đơn vị bạn ở Đại Lộc. Nhiệm vụ của các đơn vị nhảy dù là phải chiếm đỉnh đồi 1062 và các cao điểm phía nam tới tỉnh lộ 4 để giải tỏa sự hăm dọa tấn công các vùng phía tây Đà Nẵng. Lữ đoàn 3 nhảy dù được giao phó nhiệm vụ ngăn chặn địch xâm nhập vùng quận Hiếu Đức. Ngày 18 tháng 8 năm 1976, 3 tiểu đoàn 1, 8 và 9 nhảy dù vừa vượt tuyến xuất phát đã chạm trán với những đơn vị thuộc trung đoàn 29 Cộng sản Bắc Việt ở phía đông đội 52, xã Hà Nha. Chính nơi đây, sư đoàn 3 bộ binh đã phải rút lui chiến thuật do áp lực địch quá đông đảo và vũ khí tối tân hơn. Sau một tháng đánh nhau với 3 tiểu đoàn dù, hai bên đều bị thiệt hại nặng nề, địch bị nhiều gấp 4 lần ta. Mặt trận B3 tung ra trung đoàn 31 thuộc sư đoàn 2 Cộng sản Bắc Việt tới Thường Đức để tiếp ứng cho trung đoàn 66 của sư đoàn 304 Cộng sản Bắc Việt. Như vậy, trung đoàn 66 có thể giúp đỡ trung đoàn 29 để họ rảnh tay tấn công các đơn vị nhảy dù. Đầu tháng 9 năm 1974, trung đoàn 24 của sư đoàn Điện Biên 304 Cộng sản Bắc Việt cũng đã nhập vào trận chiến. Cuối cùng, ngày 19 tháng 9 năm 1974, Lữ đoàn 1 nhảy dù báo cáo đã chiếm được đỉnh 1062.
trong khi quân ta đã làm chủ 1062 hơn 2 tuần lễ, thì Trung đoàn 66 Cộng sản Bắc Việt hợp với Trung đoàn 29 và Trung đoàn 24 trừ bị định dùng quân số đông để áp đảo lữ đoàn 1 nhảy dù. Vào ngày 2 tháng 10 năm 1974, tiểu đoàn 2 và 9 nhảy dù đang lục soát ở khu vực 1062 và dãy Sơn Gà, khám phá ra khoảng 300 xác địch trên đỉnh 1062 trong giai đoạn 1 này và bắt sống được 7 tù binh thuộc sư đoàn 304 Cộng sản Bắc Việt, tức sư đoàn Điện Biên, sư đoàn thiện chiến hàng đầu của tướng Cộng sản Bắc Việt Võ Nguyên Giáp. Suốt mấy ngày sau, các chiến sĩ dù đã chống trả nhiều cuộc tấn công của sư đoàn 304, địch định giành lại 1062. Bởi sự điều khiển phi pháo tài tình của các sĩ quan chỉ huy nhảy dù, nên các đơn vị dù vẫn giữ vững 1062, mặc dù địch đã pháo kích mãnh liệt rồi dùng chiến thuật biển người thí quân định tràn ngập 1062. Một trường hợp ngẫu nhiên, khi Trung đoàn 24 Cộng sản Bắc Việt đang xâm nhập vào vùng Tử Địa, hỏa tập Tiên Liệu, ở dọc theo đồi 383 và 126, thì bị hỏa lực tập trung của pháo binh ta đồng loạt khai hỏa, gây 250 địch quân bị thiệt mạng. Đến trung tuần tháng 10 năm 1974, sau gần 2 tháng quần thảo với hai sư đoàn 2 và 304 Cộng sản Bắc Việt, lữ đoàn 1 nhảy dù gồm 4 tiểu đoàn tham chiến bị tổn thất, vừa chết vừa bị thương nặng 500 chiến sĩ. Địch bị thiệt mất trên 1.200 người và 14 tù binh thuộc 304. Ngày 29 tháng 10 năm 1974, Trung đoàn 24 Cộng sản Bắc Việt sau khi được tái bổ sung và tái trang bị đã mở một cuộc tấn công khác vào đỉnh 1062. Địch dùng súng phóng hỏa đốt 1062 khiến các lực lượng dù phải rút khỏi đỉnh đồi này. Ngày 1 tháng 11 năm 1974, đồi 1062 lại một lần nữa bị địch chiếm giữ. Trong khi ở Bắc Hải Vân, áp lực địch rất nặng vì quân dù bị rút đi. Trung tướng trưởng không chấp thuận đề nghị kéo quân dù về bảo vệ Bắc Hải Vân. Ông còn lệnh cho tướng Lê Quang Lưỡng phải lấy lại đồi 1062 với bất cứ giá nào. Cuộc phản công bắt đầu vào ngày 8 tháng 11 năm 1974 và chỉ 3 ngày sau, lực lượng dù đã chiếm lại đồi 1062. Quân ta thành lập tuyến phòng thủ trên các triền núi, đập tan những toán đặc công cuồng tính, định quấy phá quân dù. Khoảng 20 tên đã bị trinh sát dù hạ thủ. Dầu cho cuộc chiến giằng co giữa hai bên còn kéo dài thêm vài tuần nữa, lực lượng dù tiếp tục bung rộng vùng kiểm soát. Cuộc chiến đấu đẫm máu nhất từ ngày ký hiệp định ngừng bắn coi như chấm dứt. Sư đoàn dù đã bị hy sinh gần 500 chiến sĩ và khoảng 2.000 bị thương. Địch quân chết 2.000 và bị thương 5.000 người. 7 tiểu đoàn dù trong 9 tiểu đoàn đã lâm chiến suốt 3 tháng với 3 tiểu đoàn đánh thẳng vào mục tiêu chính là đội 1062. Các tiểu đoàn còn lại hoạt động chung quanh vùng hành quân để bảo vệ an ninh hậu tuyến và làm lực lượng trừ bị, sẵn sàng thay thế các lực lượng chính. Và bởi trung tuần tháng 10 năm 1974, 6 tiểu đoàn đã lần lượt ngự trị ngọn đồi máu 1062 này. Địch đã dòm ngó quân dù trên đỉnh 1235, nhưng tướng Lưỡng không đủ lực lượng để kiểm soát luôn dãy đồi cao này. Đồng thời, địch vì tiêu hao quá nhiều nên cũng không dám trở lại tấn công đơn vị thiện chiến của sư đoàn nhảy dù. Thiếu tá Võ Văn Huệ, khóa 20 Đà Lạt, khi ở Đà Nẵng, một cai tù cộng sản hỏi: "Lính gì mặc áo rằn ri đánh ở trận Thường Đức sau liều mạng hăng máu và dữ tợn quá vậy?" Huệ trả lời: "Đó là lính nhảy dù." Vào cuối năm 1974, chỉ còn tiểu đoàn 1 nhảy dù và tiểu đoàn 7 nhảy dù ở lại giữ vùng 1062 này. Họ đặt bộ chỉ huy tại đỉnh Đông Lâm, khoảng 4 cây số phía đông 1062. Mùa mưa đến, cả hai bên cần thời gian để chuẩn bị cho mùa khô kế tiếp. Diễn tiến chi tiết: cộng quân tấn chiếm các xã, quận và căn cứ quân sự của ta ở Quảng Nam, Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Sự việc mất các đồng lý xảy ra thường xuyên. Câu nói thông thường lúc bấy giờ là mất liên lạc. Quận A mất liên lạc, đồn B mất liên lạc. Mất liên lạc cũng đồng nghĩa với di tản chiến thuật của hồi mùa hè đỏ lửa năm 1972. Và mọi người đều hiểu quân ta đã rút lui và địch đã chiếm mất rồi. Ngay cả khu đồng bằng Quảng Đà, nơi có bản danh quân đoàn 1 và phi trường lớn Đà Nẵng cũng bị lay động, lâm nguy. Quân lỵ Thường Đức mất liên lạc
phi trường Đà Nẵng và bản danh quân đoàn 1 thường xuyên bị pháo kích. Các đơn vị địa phương, sư đoàn 1 bộ binh, sư đoàn 2 bộ binh, địa phương quân, nghĩa quân hầu như bị địch bao vây, tấn công tràn ngập và bị mất liên lạc nhiều nơi. Áp lực địch nặng nề đến nỗi dân Đại Lộc đã phải gồng gánh bồng bế nhau chạy ra thị xã Đà Nẵng. Đức Tổng Giám Mục Phạm Ngọc Chi đã có lần tâm sự với các quân nhân sư đoàn nghĩa vụ như sau: tình hình tại đây là cha lo quá, mất xã, mất quận và mất các cứ điểm quân sự hầu như xảy ra liên tục, cho đến cả Đà Nẵng cũng bị pháo kích nữa. Giống như ngày xưa, lúc cha còn ở Bùi Chu chuẩn bị dìu dắt giáo dân vào Nam. Chỉ khác một điều là khi xưa đất nước mình còn có miền Nam để vào, chứ bây giờ thì chả đi đâu. Lo âu sầu não đè nặng tâm tư, cha chỉ còn biết cầu nguyện. Khi hay tin Thường Đức bị thất thủ, tướng Ngô Quan Trưởng, tư lệnh chiến trường vùng hỏa tuyến, đã biết rõ ý đồ của địch. Ông cho rằng chúng định lợi dụng địa thế hiểm trở chiến lược của vùng rừng núi trùng điệp xung quanh đồi 1062 để bày binh bố trận. Chiến xa, biển người và trận địa pháo thách đố và cầm chân các đơn vị thiện chiến tổng trừ bị. Do đó, tướng trưởng đã cho lệnh di chuyển pháo binh nặng của quân đoàn 1 gồm các pháo đội Đại Bác 175 ly và 155 ly tới Đại Lộc gần Thường Đức, đồng thời điều động 2 lữ đoàn dù và tăng cường nhằm thanh toán 2 sư đoàn chính quy Cộng sản Bắc Việt. Đây là trận đánh đẫm máu lớn nhất giữa ta và địch kể từ khi có hiệp định ngừng bắn Ba Lê 27 tháng 1 năm 1973. Vào thời điểm năm 1973 và năm 1974, biết mình không còn là lực lượng trừ bị để phản ứng khi cần, tướng Lê Quang Trưởng, tư lệnh sư đoàn nghĩa vụ, đã tâm sự với các sĩ quan tham mưu. Lực lượng mình đang bị cầm chân dọc theo dãy Trường Sơn, Barbara, An, Mỹ Chánh. Bây giờ, nếu địch tấn công và chọc thủng phòng tuyến, tràn theo hành lang sông An Lỗ vào đồng bằng Trị Thiên, anh em mình chắc chỉ còn đường ra biển. Mối lo không có lực lượng trừ bị là một dằn vặt thường trực với tư lệnh trẻ tuổi này. Quả vậy, đây chỉ là nói giả dụ tới việc địch tấn công vào khu vực trách nhiệm của sư đoàn nhảy dù thôi. Nếu địch thọc sâu cắt đứt đèo Hải Vân, làm cho Nam Bắc Hải Vân không còn được tiếp ứng cho nhau nữa sẽ ra sao? Chắc ước tính của quân đoàn 1 là cuộc tấn công sắp tới của địch sẽ theo trục Bắc Nam, giống như mùa hè đó lửa năm 1972. Do đó, quân đoàn đã dồn nỗ lực đào hầm, đặt chướng ngại vật chống chiến xa ở bờ nam sông Mỹ Chánh, chuẩn bị phòng thủ rất chu đáo. Riêng tướng Lưỡng và bộ tham mưu sư đoàn không đồng ý như vậy. Cuộc tấn công lần này của địch chắc không tốn kém, hao tổn sức lực như năm 1972, mà chúng chỉ cần chọc mũi dùi thật lẹ và mạnh từ Tây sang Đông, cắt đứt khu vực quân đoàn 1 làm đôi ở đèo Hải Vân, thì sẽ dụ lực lượng trừ bị tới hóa giải. Như vậy, coi như là một chiến thắng đáng kể của chúng rồi. Với mối lo âu này, làm sao có được trong tay lực lượng trừ bị khá mạnh để có thể phản ứng ngay khi tình hình đòi hỏi? Và sau đây là kế hoạch để có quân trừ bị của sư đoàn nhảy dù: giảm quân số tại hậu cứ, các văn phòng, các đơn vị hành chánh, yểm trợ tiếp vận và ngay cả trung tâm huấn luyện cũng phải giảm bớt để dọn ra vùng hành quân. Chuyển 2.000 thẳng số quân y cho Bệnh viện Cộng hòa quản lý. Nhờ vậy, ta có thêm 2.000 quân để bổ sung và tăng cường. Tại khu vực hành quân, các tiểu đoàn cũng trích quân số để thành lập những đại đội đặc biệt. Bộ chỉ huy lữ đoàn 2 nhảy dù được chỉ định huấn luyện kỹ thuật tác chiến từ quy ước tới không quy ước, ngay cả kỹ thuật đặc công và mang danh hiệu là các đại đội đa năng. Việc thành lập và huấn luyện các đại đội đa năng này là các ông trong tòa đại sứ Mỹ quan tâm, thắc mắc nhiều. Các phái đoàn tùy viên quân sự của ngoại quốc tới thăm sư đoàn nghĩa dù đều đặt câu hỏi về đơn vị đa năng. Ngân sách nào cung ứng để thành lập? Lập các đơn vị này để làm gì? Có bao nhiêu đơn vị đa năng? Ở cấp nào? Đại đội hay tiểu đoàn? Tại sao gọi là đa năng? Ban tham mưu sư đoàn đã được tướng Lưỡng ra lệnh cứ giải thích cho họ biết. Chính phủ và quân đội không mất đồng xu nào để có được các đơn vị này, kể cả trang bị. Tất cả đều nằm trong phương trình như X bằng A cộng B cộng C. Và chúng tôi có 12 đại đội đa năng trong sư đoàn nhảy dù. Nếu gọi các đơn vị này là D, thì A cộng B cộng C cộng D
thì vẫn là ít thôi. Và cuối năm 1973, sư đoàn nghĩa vụ đã có trong tay 12 đại đội đa năng dùng làm dự bị. Lúc cần thành lập tiểu đoàn, lực lượng này sẽ là 3 tiểu đoàn hay một lữ đoàn dự bị. Với lực lượng đa năng này, vùng đóng quân của bộ chỉ huy và bản danh sư đoàn lại có thêm sự an toàn để có thể dẹp yên mọi quấy rối của địch, kể cả du kích ở hậu tuyến. Tình hình tổng quát vào thời điểm giữa năm 1974, tình hình Bắc Hải Vân tương đối yên tĩnh, trong khi vùng Nam Hải Vân rất sôi động và nguy ngập. Thượng tuần tháng 7 năm 1974, sư đoàn nhảy dù nhận được lệnh khẩn cấp từ quân đoàn 1, đưa ngay lực lượng nhảy dù vào Quảng Đà, chỉ để lại một lữ đoàn ở Bắc Hải Vân cho dân chúng khỏi hoang mang rúng động. Tướng lưỡng lệnh cho sư đoàn gồm lữ đoàn 1 và lữ đoàn 3 vào Đà Nẵng. Trước khi đi, ông nói với ban tham mưu, mình sẽ vào Đại Lộc, lấy được quận Thường Đức, địch sẽ đánh thẳng vào Đà Nẵng. Chỉ tay vào bản đồ, tướng lưỡng nói tiếp, sau khi các bộ phận của mình đã vào tuyến xuất phát, ta sẽ cho nỗ lực chính tiến theo đường đỉnh dãy núi Sơn Gà, rồi trực chỉ Thường Đức. Nỗ lực chính sẽ là lữ đoàn 1 nhảy dù, trong khi đó, lữ đoàn 3 lục soát xung quanh thung lũng Đại Lộc và làm thành phần trừ bị sẵn sàng tiếp ứng cho lữ đoàn 1. Tình hình địch lúc bấy giờ là sư đoàn 324 đang chiếm đánh Thường Đức. Lữ đoàn 2 nhảy dù vào một tiểu đoàn đa năng ở lại trấn giữ Bắc Đèo Hải Vân. Trên phương diện tình báo, các cánh quân nhảy dù tới tuyến xuất phát, kiểm thính qua dạng máy vô tuyến điện báo của sư đoàn, bất ngờ vào đúng tần số liên lạc của đối phương. Nghe chúng báo cáo với nhau như sau: ngụy dù đang ở Tây Đại Lộc, tiểu đoàn 1 nhảy dù tại xã, tiểu đoàn 9 nhảy dù di chuyển từ A tới C, tiểu đoàn 8 nhảy dù đang ở làng. Báo cáo của địch rất chính xác về vị trí của các đơn vị dù. Đại úy Phước, sĩ quan truyền tin sư đoàn nhảy dù, ngoài đặc tính siêng năng cần mẫn và cẩn thận, anh còn rất thích thú dò tìm tần số liên lạc của địch. Khi những báo cáo của địch ngừng, anh rà máy tìm ra địch ở tần số khác và tiếp tục nghe những báo cáo của chúng về nhảy dù. Biết được như vậy, tướng lưỡng sửa đổi kế hoạch, cho lệnh lữ đoàn 1 cứ để các tiểu đoàn chính ở chỗ mà địch đã biết, tung các đại đội đa năng 19, 21, 27 bất ngờ lấn chiếm các cao điểm, di chuyển về trái, tiến sâu về phải, cứ hoán vị trí liên tục cho đến khi tới sát được Thường Đức. Và các báo cáo của địch sau này cho thấy có sự bỡ ngỡ, hoang mang. Nghe địch hỏi nhau là các đơn vị của dù hay các đơn vị khác tới tăng cường, hết lệnh cho các đại đội đa năng 19, 21, 27 lại đến lệnh cho đa năng 1, 2, 3 tung quân đột kích nhiều hướng. Thế là địch không còn báo cáo chính xác vì sự biến hóa linh động của các đơn vị dù. Trận đánh đẫm máu lớn nhất giữa ta và địch kể từ khi có hiệp định ngừng bắn 27 tháng 1 năm 1973, khi lữ đoàn 1 nhảy dù và các đơn vị tăng cường xuất trận vào thay thế trung đoàn 2 của sư đoàn 3 bộ binh. Ngay khi đoàn xe chở quân vừa tới làng Hà Nha 1 ở dưới chân núi cách Thường Đức 10 cây số về hướng đông, cộng quân đã pháo kích chào mừng bằng nhiều loạt đạn khác nhau. Một số dân chúng chạy theo lính địa phương quân, thấy nhảy dù đến liền ngừng lại. Một niềm tin mãnh liệt chợt bừng lên đối với những người dân khốn khổ sống trong vùng rừng núi hoang vu này. Đi tới đâu thì cũng đất cày lên sỏi đá. Họ chỉ có một hy vọng nhỏ nhoi là trở lại sinh sống trong những căn nhà tranh với những luống ngô khoai bên triền núi cao mà họ đã đổ mồ hôi canh tác trong nhiều tháng qua. Trung tá Nguyễn Văn Đỉnh, khóa 15 Đà Lạt, lữ đoàn trưởng lữ đoàn 1 nhảy dù, một sĩ quan trẻ tuổi tài ba, anh từng lập nhiều chiến tích trong sư đoàn nhảy dù: trận Đại Bàng 800, trận Mậu Thân, trận Hạ Lào, hành quân tái chiếm Quảng Trị, nhất là trận Bình Long, An Lộc. Anh đã chỉ huy tiểu đoàn 6 nhảy dù đổ bộ trực thăng vào đồi gió, sau đó đã mở đường máu từ Tân Khai, Sa Trạch lên Sa Cam, bắt tay với tiểu đoàn 8 nhảy dù trong thị xã An Lộc. Trong giai đoạn tháng 1, chúng ta đỉnh ra lệnh cho tiểu đoàn 8 nhảy dù dọc theo tỉnh lộ 4, chiếm lạc Hạ Nha và bảo vệ cánh trái. Đại đội 83 của đại úy Hiệu được lệnh đánh chiếm hai làng Hạ Nha 1, Hạ Nha 2 để giải tỏa đồn địa phương quân, cứ điểm cuối cùng của lực lượng phòng thủ trong quận Đại Lộc này. Khi vừa gần tới bờ làng,
thì gặp sự kháng cự mạnh mẽ của địch. Hiệu thấy đơn vị vừa mới xuống xe, binh sĩ chưa ăn uống. Bên kia sông, địch lại đặt các đại bác không giật bắn vào các chiến sĩ dù. Một chiếc xe vừa chạy tới gần đại đội 83 thì bị bắn cháy. Hiệu đề nghị rút lui để cho pháo binh giật, nhưng thiếu tá Vân sợ người dân làng bị liên lụy nên thúc Hiệu cứ tấn công vào. Chấp hành hiệu lệnh, Hiệu dàn cả hai trung đội xung phong thần tốc. Địch hốt hoảng bỏ chạy, ta chiếm được làng Hà Nha với một giá rất đắt. Hai trung đội trưởng tài giỏi nhất của Hiệu là thiếu úy Tiến và thiếu úy Thành bị hy sinh. Đại úy Hiệu hoàn thành nhiệm vụ nhưng lòng rất xót xa. Tiểu đoàn 1 nhảy dù chiếm đỉnh cao Đông Lâm trên dãy Sơn Gà bảo vệ sườn phải. Tiểu đoàn 9 nhảy dù đi trục chính đánh chiếm đám rừng tràm hướng về mục tiêu đội 1062. Giai đoạn 2, tiểu đoàn 8 làm nỗ lực chính, chia quân hai cánh. Cánh phải do thiếu tá Trần Toán chỉ huy tiến về điểm C, thay thế tiểu đoàn 1 nhảy dù trên đỉnh Sơn Gà. Mục tiêu là đội 1062. Thiếu tá Vân xử lý chức vụ tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 8 nhảy dù, cho lệnh đại đội 81 của đại úy Võ Thế Hùng đi đầu. Bọc hậu có đại đội 82 của trung úy Hùng Ốm. Tiểu đoàn trừ do thiếu tá Trần Toán khóa 18 Đà Lạt chỉ huy. Anh cho đại đội 83 của đại úy Phạm Văn Hiệu khóa 23 Đà Lạt đi chính diện và đại úy Đồng Văn Minh khóa 26 Thủ Đức dẫn đại đội 84 đi sườn phải tiến lên hướng 1062. Thành phần nỗ lực chính của lữ đoàn 1 nhảy dù bắt đầu xung trận khi các đơn vị vừa vượt tuyến xuất phát khoảng 1 cây số thì chạm địch mạnh với quân số áp đảo. Họ phải giành giật từng ngôi nhà, từng gốc cây trên con đường độc đạo dẫn vào quận Thường Đức. Đoạn đường dài hơn 5 cây số, bên trái là sông Vu Gia, bên phải là những triền núi thuộc dãy Sơn Gà. Chiến xa và pháo binh địch bố trí bên kia sông có lẽ để giữ bộ chỉ huy hành quân. Chủ lực quân của địch tập trung trên các đỉnh cao phía sau quận Thường Đức. Cộng quân đang chiếm giữ các đỉnh 1062, điểm cao 1235, 383, 293, 126 và đóng chốt dọc theo các sườn núi. Đoạn đường 5 cây số vô cùng gian nan hiểm trở với nhiều bẫy và pháo tập gài sẵn của địch. Đây quả thật là một thử thách đo lường sự can đảm, kinh nghiệm và kỹ thuật chiến đấu của các chiến sĩ dù trước khi họ thực sự tham dự một trận đánh để đời quanh ngọn đồi đẫm máu 1062. Giai đoạn đầu, đội hình tấn công của lữ đoàn 1 nhảy dù như sau. Tiểu đoàn 9 nhảy dù giữ trục chính ở giữa, tiểu đoàn 8 đi cánh trái dọc theo trục lộ sát bờ sông Vu Gia tiến chiếm làng Hà Nha 1 và Hà Nha 2 ở phía đông đồn địa phương quân cũ trên cao điểm 52, một mục tiêu của giai đoạn 1. Tiểu đoàn 1 nhảy dù đi cánh phải tiến chiếm cao điểm Đông Lâm, mục tiêu A, rồi theo hướng đỉnh dãy Sơn Gà tiến hướng tây tới 1062. Tiểu đoàn 9 nhảy dù giữ trục chính đi dọc theo cánh đồng rộng phía bắc sông Vu Gia chiếm lĩnh dãy đồi thấp có rừng chòi che phủ. Từ dãy đồi thấp phía nam dãy Sơn Gà, trung úy Nhơn, đại đội trưởng đại đội 92, trung úy Thăng, đại đội trưởng đại đội 94, đại úy Trọng khóa 25 Thủ Đức, đại đội trưởng đại đội 91 cùng đại đội 93 của đại úy Tủ muốn đánh đội 383 để tiến sát tới đỉnh 1062. Họ còn phải băng qua một cánh rừng tràm nữa. Các chiến sĩ của tiểu đoàn 1 không sao qua đến được bìa rừng dưới chân núi Đông Lâm vì hỏa lực từ cứ điểm B trên sườn núi chế ngự. Cứ điểm này vô cùng kiên cố, vừa ở cao vừa được che chở bởi các tảng đá lớn chồng lên nhau. Tiểu đoàn 9 đã dùng rất nhiều phi pháo nhưng vẫn không thể tiêu diệt được. Đại úy Tủ bị thương chân nên đại úy Tường từ đại đội 90 ra thế. Tiểu đoàn 1 nhảy dù vào vùng. Tiểu đoàn 1 nhảy dù do thiếu tá Ngô Tùng Châu khóa 18 Đà Lạt chỉ huy từ Hội An được lệnh di chuyển đến bàn giao với sư đoàn 3 bộ binh tại một đồi thấp ở phía nam Đông Lâm khoảng 3 cây số. Tiểu đoàn 1 đi cánh phải lữ đoàn, mục tiêu đầu là đỉnh Đông Lâm. Đây là một đồn bốt cũ, căn cứ cũ, địa thế xung quanh trống trải dọc dài xuống tận chân núi. Các đại đội tiến quân dưới cơn mưa pháo của địch, họ phải xung phong thần tốc, bám sát và đánh cận chiến
để địch không sử dụng được các bãi pháo mà họ đã chuẩn bị sẵn. Thiếu tá tiểu đoàn Phó Quý chỉ huy hai đại đội thanh toán các tổ cảm tử quân Việt Cộng đang đóng chốt trên những cao điểm, những hốc đá treo leo dọc theo dãy sơn gà. Một trở lực lớn là quá nhiều mìn bẫy thuộc loại mìn hơi làm bằng nhựa nhỏ cỡ hộp thạch ba lát. Loại mìn này có thể làm hủy diệt hai chân nếu giẫm phải. Tại đây, đại đội 11 nhảy dù bị tổn thất hai chiến sĩ vì đạp trúng mìn hơi này. Lữ đoàn phải tăng phái toán rà mìn của đại đội 1 công binh dù để mở đường. Mục tiêu Đồng Lâm được chiếm lĩnh dễ dàng vì không có lực lượng phòng ngự của địch. Tuy nhiên, các chiến sĩ dù hoàn thành thụ động trước những tấn công lẻ tẻ bằng súng đại bác không giật từ những đỉnh đá. Một điều quan trọng là tiền quân tiểu đoàn 1 của đại úy Trần Văn Thể, đại đội trưởng đại đội 11, đã tìm được toán tiền sát viên pháo binh của địch, gồm hai người đã chết, cục chân do mìn hơi, và một người còn sống với đầy đủ máy truyền tin, bản đồ và địa bàn. Từ đó, vị trí các lực lượng bạn không còn bị pháo kích chính xác nữa. Thể tốt nghiệp khóa 24 Đà Lạt. Anh là một sĩ quan tài giỏi, lập nhiều chiến công lừng lẫy trong trận Hạ Lào, Quảng Trị, nên được thăng cấp đại úy đặc cách mặt trận rất sớm. Đáng lý theo dự tính, Đông Lâm là điểm hẹn giữa đại đội 11 của Thể và đại đội 14 của Trung úy Vệ đi với thiếu tá Quý. Nhưng vì không chạm địch, nên hai đại đội này trực chỉ tới mục tiêu B. Từ đỉnh Đông Lâm, tiểu đoàn 1 lợi thế hơn hai cánh quân bạn tiến quân trên đường đỉnh dãy sơn gà. Địa thế đủ rộng cho hai đại đội đi đầu và tốc độ tiến quân cũng nhanh hơn. Do đó, tiểu đoàn 1 nhảy dù từ cao điểm đã bảo vệ hữu hiệu sườn phải cho lữ đoàn. Quả thật vậy, qua sự phối hợp hàng ngang với tiểu đoàn 9 nhảy dù và tiểu đoàn 1 nhảy dù đã cho lệnh đại đội 11 đạp xuống cứ điểm B, nơi địch đang cầm chân tiền quân của tiểu đoàn 9 nhảy dù. Xuyên qua thung lũng, Thể dẫn quân đến B một cách bất ngờ và ở sau lưng địch. Đối diện với cộng quân là tiểu đoàn 9 dù đang bị cầm chân ở tại dốc đá. Nhờ lợi thế cao, đại đội 11 chừa lại một trung đội ở B để đóng chốt và giữ ba lô cho các trung đội khác. Thành phần còn lại tập trung hỏa lực, xung phong đánh thần tốc và tràn ngập cứ điểm B1. Địch quân hoảng hốt xả chốt chạy toán loạn. Chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ, đại đội 11 đã kiểm soát hoàn toàn các đỉnh đá ở phía nam của B. Chốt B1 được giải tỏa dễ dàng với chiến lợi phẩm là một súng cối 61 ly, một thượng liên 7 AK, 4B40, một điện thoại, một số đạn 72 ly nhưng không tìm được súng. Sau này, tiểu đoàn 11 nhảy dù của trung tá Lê Văn Mễ dùng nơi đây làm chỗ đóng quân tạm thời cho bộ chỉ huy tiểu đoàn. Trời đã chạng vạng tối, chờ bắt tay mãi với tiểu đoàn 9 không được, đại đội 11 phải tạm đóng quân đêm tại B và B1. Một biến cố xảy ra đêm đó, đặc công địch bò trở lại, đột kích B1 bằng B40 rồi bỏ chạy. Chuẩn úy Tuyến đã bị hy sinh đêm đó. Sáng hôm sau, địch pháo kích mạnh mẽ bằng 122 ly vào B và B1, nhưng không chính xác nên không bị tổn thất. Khoảng 11 giờ trưa, thiếu tá Quý và đại đội 14 bắt tay với đại đội 11. Đồng thời, tiểu đoàn 9 cũng xuất hiện và đóng chốt tại B2. Có lẽ cứ điểm C, mục tiêu C mới thật là một tiền đồn mạnh mẽ của địch. Đại đội 14 đi đầu và chạm địch trước khi tới C. Thiếu tá Nguyễn Văn Quý, khóa 17 Thủ Đức, đi với cánh quân bọc hậu là đại đội 11 của đại úy Thể. Một phần vì địa thế hiểm trở, một yên ngựa độc đạo trống trải. Thêm vào đó, yếu tố bất ngờ không còn nữa. Địch đã chuẩn bị sẵn sàng với hầm hố kiên cố để đón đại đội 14. Công sự phòng thủ của địch thật vô cùng kiên cố, lại thêm một rừng cây cổ thụ cao lớn. Ta sử dụng pháo binh rất khó, vì sợ đạn chạm ngọn cây, nổ từ cao, gây thương tích cho quân bạn. Hầm địch có nắp che. Suốt 3 ngày cầm cự, đại đội 14 không thể tiến lên được, đành phải án binh tại chỗ. Thiếu tá Quý đẩy đại đội 11 thọc sâu về phía Tây, rồi từ đó đánh chiếm C bằng hướng Nam. Địch trên cao tay dưới thấp, nhưng nhờ hốc đá nên đại đội 11 bám sát, tiến lần vào khoảng cách C khoảng 200 thước và phải dừng lại vì sợ lọt vào tầm lựu đạn. Nhờ địch tướng ta tấn công mặt Nam,
nên tiểu đoàn 1 sử dụng đại bác 57 ly và súng cối 81 ly để có thể bắn chính xác vào mục tiêu. Thiếu tá Quý cho tập trung 5 khẩu đại liên M60, chờ bắn hơi cay cho địch chạy ra khỏi hầm trú ẩn thì tập trung hỏa lực mạnh mẽ bắn phủ đầu địch. Đại đội 14 bất thần xuyên nhanh qua yên ngựa để chiếm C. Từng tổ 3 người bò dưới hỏa lực tiến vào mục tiêu, dùng lựu đạn ném vào phòng tiến địch, rồi lập tức xung phong chiếm hầm hố địch làm đầu cầu. Kế đó họ buông rộng ra đánh chiếm từng hầm một. Thừa thắng, thiếu tá Quý đẩy 14 qua thẳng 1062. Nhưng mọi dự tính không xảy ra như mong muốn, và cũng từ đó đại đội 11 và đại đội 14 phải trả giá đắt cho đỉnh 1062. Sau khi địch tháo chạy vì sự tấn công quá dũng mãnh của các chiến sĩ thiện chiến, tiểu đoàn 1 nhảy dù. Hai đại đội 11 và đại đội 14 chia nhau bố trí lập vị trí phòng thủ sơ khởi để ngăn ngừa địch phản công. Một trận mưa cối sơn pháo 120 ly của địch đang bổ xuống. Tiếng nổ vang khắp rừng già, khói phủ mù mịt trận địa. Nhờ bung rộng và hầm hố kiên cố của địch để lại, nên binh sĩ ta tránh được thiệt hại nặng nề bởi trận mưa pháo tập trung chính xác này. Càng tiến gần về 1062, địa thế càng hiểm trở, rừng rậm hơn, cây to nhiều hơn, sườn càng dốc đứng hơn. Từ cứ điểm C nhìn lên mục tiêu, ở cao hơn 2 vòng cao độ, theo bản đồ quân sự, tương đương 20 thước. Cách xa chừng 150 thước, ta thấy rõ địch đang lố nhố chạy tới chạy lui, tăng cường phòng thủ. Thiếu tá Quý gọi xin pháo binh bắn cấm chỉ lên mục tiêu đó ngày và đêm. Đây được gọi là mục tiêu D, một trong năm đỉnh của 1062. Giữa C và D là một thung lũng sâu khoảng 20 thước. Như vậy, quân ta nếu tấn công mục tiêu D, ít nhất phải vượt lên một dốc đứng cao tới hơn 40 thước. Từ D, địch tính thoảng bắn trực xạ bằng đại bác và thượng liên xuống mục tiêu C, nhưng không gây thiệt hại đáng kể nào cho quân bạn. Tình thế hiện tại thật bất lợi. Tiểu đoàn 8 và tiểu đoàn 9 cách quá xa 1062, chỉ có tiểu đoàn 1 nhảy dù là ở gần và đang ở cao địa, không ai bảo vệ cạnh sườn để tiếp ứng kịp thời. Địa thế địch hiểm trở, dễ thủ khó công, địch ở cao, ta dưới thấp. Địch chuẩn bị chiến trường đợi ta với những trận địa pháo và hầm hố kiên cố. Lúc bấy giờ, ta chưa biết có 5 đỉnh nhỏ trên 1062, vì bản đồ chỉ có một dấu chữ thập bên cạnh số 1062. 5 đỉnh nhỏ này nằm theo thế liên hoàn, yểm trợ cho nhau bằng hỏa lực dễ dàng. Diện tích rộng khoảng 2 đại đội mới bao phủ nổi. Tiểu đoàn 1 nhảy dù quyết định đột kích đêm và lợi dụng gió đông làm một trận hỏa công. Lực lượng cảm tử gồm 2 trung đội, thiếu úy Lê Văn Bá chỉ huy một trung đội thuộc đại đội 14 của trung úy vệ, và thiếu úy Trần Thanh Quang chỉ huy một trung đội của đại đội 11. Đây là 2 vị sĩ quan xuất sắc đã từng lập nhiều thành tích chiến thắng cho tiểu đoàn. Đại đội 11 trừ làm thành phần từ bị, sẵn sàng tiếp ứng kịp thời cho lực lượng tấn công. Tần số liên lạc thuộc nội bộ đại đội 11 do thiếu tá Quý trực tiếp chỉ huy. Hỏa lực yểm trợ gồm súng cối 60 ly và 81 ly đã được chuẩn bị yếu tố tác xạ sẵn sàng. 6 giờ chiều, ánh sáng mặt trời trong rừng đã tắt hẳn, 2 trung đội bắt đầu xuất phát. Thiếu úy Quang dẫn trung đội đi bên trái, trung đội thiếu úy Bá bên phải. Họ giữ đội hình đi song song và cách nhau khoảng 30 đến 40 thước. Pháo binh 105 ly của ta vẫn đều đều cắm chỉ trên mục tiêu để địch lo trốn trong hầm, không ngóc đầu lên quan sát quân ta đang di chuyển. 1 giờ, 2 giờ, rồi 3 giờ trôi qua, tình hình vẫn yên tĩnh, một thứ im lặng ngợp thở vì mọi người đều lo lắng cho số phận của đồng đội của mình. Hệ thống liên lạc vẫn tốt, thiếu úy Quang thì thầm trong máy. Rất cần địch, tiếng chữ thề của chúng nó nghe rõ mồn một, đích thân. Được, cẩn thận nghe Quang. Thiếu tá Quý trả lời nho nhỏ trong máy với giọng huế chai. Bỗng nghe một loạt đạn nổ bên phải rồi im lặng. Pháo binh ngừng tác xạ. Hai cánh quân vừa bắn vừa hô xung phong, vang rền cả núi rừng hoang vu. Lửa bắt đầu cháy trên mục tiêu, nhiều nhất là bên cánh thiếu úy Quang. Bộ chỉ huy tiểu đoàn 1 chạy dù xin pháo binh chuyển xạ về hướng Tây để bắn chặn địch.
Tiếng của quang vang trong máy. Chiếm được đỉnh 1062 rồi đích thân. Hầm quá nhiều và kiên cố, làm toàn bằng cây to. Mấy đứa con đang gian bung rộng, chờ cánh quân bên phải. Trời tối đen như mực, vẫn chưa liên lạc được thiếu úy bá. 15 phút sau, thiếu tá quý đứng dưới mục tiêu C, thấy trên đê có từng cụm lửa tóe lên, chen lẫn vào trận địa pháo bằng súng cối sơn pháo 120mm của địch. Tiếng của quang vang lên trong máy. Chúng pháo kích dữ quá đích thân, nhưng hầm hố kiên cố, không sao. Rồi hàng loạt tiếng đạn AK-47 kêu rít, tiếng quang hét trong máy. Chúng nó phản công, đông lắm, cho pháo binh bắn trên đầu tôi. Tụi nó đông như kiến, mau lên, pháo, pháo mau lên. Ban đêm trời tối, đại đội 11 trừ bị cho quang và bá đang ở lưng đồi yên ngựa. Trung đội thiếu úy bá thì không liên lạc được ngay từ loạt đạn đầu. Sau này mới biết được, bá và 4 binh sĩ đã hy sinh vì mìn Claymore lấy của sư đoàn 3 bộ binh ngay từ lúc đó. Thiếu tá đại đội trưởng Ngô Tùng Châu bảo quý, nếu thấy không được thì bảo quang rút về, đừng hy sinh nhiều, ta sẽ tìm cách khác. Nhưng quang không nghe lệnh, hoặc không thể nghe lệnh. Sau này mới biết là quang đã tập trung đạn của các binh sĩ bị thương, bảo họ rút, còn quang thì ở lại bắn tới hết đạn và hy sinh anh dũng trên mục tiêu D. Đáng phục thài cho một chiến sĩ can trường, biết hy sinh bảo vệ thuộc cấp và làm tròn bổn phận sông núi. Các chiến sĩ hai trung đội đột kích của tiểu đoàn 1 nhảy dù đã gặp kháng cự phản công quá manh liệt. Quân số địch rất đông, địch định lấy thịt đè người. Từ đỉnh cao, khe núi và các địa đạo trong rừng cây ùa ra như đàn ông vỡ tổ. Binh sĩ dù ria bắn không nghỉ tay. Trước khi gần hết đạn, quang có gọi thiếu tá quý phải kêu pháo binh bắn đạn nổ chụp ngay trên đầu thí quân, quyết liều sống chết với quân cộng sản Bắc Việt một phen. Vì ta và địch lẫn lộn, không còn cách lựa chọn nào khác. Các đạn pháo CVT đã sát hại 10 phần địch và 3 phần quân bạn. Nhờ vậy, các chiến sĩ đại đội 11 được giải tỏa. Xác địch và ta nằm ngổn ngang trên đỉnh đồi 1062. Đại đội 14 của Trung úy Vệ bị kẹt cứng ở trên yên ngựa nhỏ hẹp giữa mục tiêu C và mục tiêu D. Hỏa lực địch phủ kín từ D và 1062. Đại đội 14 tổn thất mỗi ngày mà không tiến được bước nào. Pháo binh dù được sử dụng tối đa, nhưng địa thế núi cao cây rậm. Bản đồ ghi rõ đỉnh 1062, nhưng ở D1 và D2 ở phía Bắc và Đông Bắc, trong thực tế còn cao hơn 1062. Vì thế, pháo binh phải bắn góc độ cao mới gõ vào 1062 được, nhưng với độ chính xác thật ít. Thiếu tá quý lại dùng kế cũ, dùng đông kích tây, đẩy đại đội 11 về Tây để tấn công 1062 từ chính Nam, nhằm giải tỏa áp lực đại đội 14 như trường hợp đánh mục tiêu C. Nhưng lần này, sự việc không như lần trước. Đại đội 11 mới đến chuyện núi phía Nam của 1062, thì địch dùng 82 ly từ góc đội phía Tây bắn trực xạ một cách dữ dội. Đại đội 11 hy sinh một tiền sát viên và 4 binh sĩ, chưa kể một số bị thương. Rạng sáng, sau khi sử dụng pháo binh và súng cối 81 ly tối đa, đại đội 11 dàn 3 trung đội tấn công 1062 từ chính Nam. Hai bên quần thảo gần 6 tiếng đồng hồ. Cuối cùng, đại đội 11 chiếm được đỉnh 1062. Nhưng chưa đầy 10 phút, địch đã từ D1 và D2 đồng loạt khai hỏa bằng vũ khí phủ trùm 1062. Mà nhờ hệ thống giao thông hào của địch để lại nên cũng giảm bớt phần nào tổn thất. Thượng liên cộng quân bắn liên hồi từ nhiều vị trí, và sợ nhất là 61 ly của địch. Ngay đợt pháo đầu, thiếu úy Huệ đã bị thương. Đỉnh 1062 trước đó bị phi pháo quần nát từ rậm rạp, nay chỉ còn lại một đồi trọc với đất cát vàng cày xới tung tóe. Đại đội 11 không chịu nổi, phải rút về triền núi phía Nam. Huệ kéo xuống được, còn xác quang bị cháy thành than như đã nói ở phần trên. Tổn thất đại đội 11, thiếu úy Quang và 15 binh sĩ hy sinh, 37 bị thương, trong đó có thiếu úy Huệ và thiếu úy Quách An, khóa 26 Đà Lạt. Trong khi đó, bên đại đội 14 cũng cố gắng xuyên thủng chốt địch trong hốc đá ở yên ngựa để lên 1062 bắt tay với đại đội 11.
nhưng mọi dự tính không thành. Trung úy Vệ bị thương, Trung úy Bằng, đại đội phó đại đội 11 qua thai. Hai ngày sau, cũng bị tử thương vì lưu đạn địch. Eo yên ngựa giống như một khúc xương kẹt ngay cổ họng, thật khó nuốt vô cùng. Riêng đại đội 12 của Trung úy Thọ, khóa 25 Đà Lạt, và đại đội 15 của đại úy Lộc, khóa 23 Đà Lạt, đi với thiếu tá tiểu đoàn trưởng Ngô Tùng Châu, vẫn lục soát và làm thành phần trừ bị ở Đông Lâm. Trung úy Thọ bị thương vì cố xung phong chiếm đỉnh D2 để bảo vệ sườn phải cho nỗ lực chính. Trung úy Khánh truyền tin ra thay cũng bị tử thương. Vài hôm sau, tiểu đoàn 8 của thiếu tá Vân vào thai, tiểu đoàn 1 nhảy dù rút về Hà Nha dưỡng quân và bổ sung quân số. Bước tiến của tiểu đoàn 1 nhảy dù trong giai đoạn đầu đến sát chân đội 1062 bảo vệ sườn phải cho tiểu đoàn 9 nhảy dù. Sau đó, thiếu tá Phú Đen đến thay thế làm tiểu đoàn phó, thiếu tá Quý về đơn vị cũ làm tiểu đoàn phó tiểu đoàn 7 nhảy dù.